Trần Nhật Phong mến chào tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin cập nhật buổi tối và trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trước khi đi vào phần tin tức ngày hôm nay, vẫn nhắc lại cái thông báo với quý vị là cuộc gặp gỡ với các ứng cử viên và YouTuber tại Grand Century Mall ở tại San Jose ngày 9 tây tháng 10 lúc 4 giờ chiều tới 7 giờ tối ở khu Bắc Kinh Lót. Hy vọng rằng tất cả khán giả của San Jose, của Sacramento, Auckland, San Francisco những vùng phụ cận có thể ghé về San Jose để cùng gặp gỡ với các ứng cử viên gốc Việt của chúng ta ra tranh cử chức địa phương và kể cả các YouTuber cũng như một số anh chị em nghệ sĩ, trong đó có nữ ca sĩ Lan Ngọc, Trang Thanh Lan, Phượng Mai, Mỹ Huyền, Diệp Thanh Thanh, Thảo Sương, Hoàng Thanh và sẽ là một cái buổi gặp gỡ rất vui. Mong là gặp gỡ tất cả khán thính giả ở khắp nơi. Một lần nữa, cái event này diễn ra vào chủ nhật tuần này là ngày 9 tháng 10, à, tức là một ngày trước lễ đại lễ song thập của Đài Loan. Tuy nhiên ở bên Đài Loan là đại lễ song thập, chúng ta cũng sẽ lên tiếng nói để mà ủng hộ cho người dân Đài Loan trước sự đe dọa của Cộng sản Trung Quốc cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều mong rằng gặp gỡ tất cả mọi người ngày hôm đó và bây giờ thì chúng ta đi vào cái phần à, tin tức mỗi buổi chiều của chúng ta đầu tiên hết đồng minh của ông navani nhìn thấy được sự suy yếu của điện kremlin và nói rằng họ sẽ tái cấu trúc lại cái tổ chức của họ để đối kháng với putin các uh, uh, nhân vật được xem là đồng minh hàng đầu của nhà lãnh đạo đối lập alexan uh, alexan uh, navani loan báo vào ngày thứ ba là họ đã bắt đầu thành lập lại cái mạng lưới network của họ trên toàn nước nga và thời gian của chiến tranh là thời gian tốt nhất là phía chính phủ sẽ bị suy yếu bởi vì nhiều câu hỏi được đặt ra trong cái chiến tranh này đa số những người mà đã bừng tỉnh người dân đã bừng tỉnh và ông putin đã tự cô lập mình đó là lời phát biểu của ivan zadanov một trong những cựu giám đốc điều hành của cái tổ chức của ông navani là fighting for corruption tức là cuộc tổ chức chống tham nhũng trong đó trong một YouTube lên tiếng và nói rằng họ sẽ bắt đầu tái lập lại tổ chức của họ và đấu tranh đối với lại ông Putin kể từ khi mà ông Navani đã bị bỏ tù từ tháng Giêng năm 2021 các tội liên quan tới vấn đề mà họ mô tả là động cơ chính trị trong đó gần như là giới đối lập của Nga đã bị dập tắt hoàn toàn và giờ đây họ tuyên bố rằng sẽ tái lập lại cái mạng lưới network để hoạt động đối phó với lại phía của à, chính quyền của Putin đó là bản tin liên quan tới tình hình của Nga ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình của Nga ngày hôm nay, thủ đô của Ukraine đã bắt đầu chuẩn bị cho di tản dân trước tiềm năng có thể có một cuộc tấn công nguyên tử. Những người dân tại ở Ukraine và đặc, đặc biệt là ở thủ đô Kiev đã chuẩn bị cho một cái tiềm năng tấn công nguyên tử tiếp theo lời cảnh báo của ông Vladimir Putin là quốc gia của ông ta sẽ dùng tất cả những cái cần thiết để bảo vệ cho cái mà họ gọi là chủ quyền. Ông Putin đã đe dọa Nga có thể sử dụng các loại vũ khí nguyên tử à, chống lại cái mà ông ta gọi là đe dọa tới lãnh thổ và chủ quyền của quốc gia và cuộc chuẩn bị này tiếp theo sau khi mà ông Vladimir Putin đã cho sát nhập bốn vùng lãnh thổ ở phía đông nam của Ukraine vào lãnh thổ của Nga. À, bản tin mới nhất tôi biết hội đồng thành phố Kiev cho biết là cái uh, trung tâm mà uh, di tản người dân đã bắt đầu được thành lập ở một số nơi và trong đó cung cấp cần thiết những cái uh, cần thiết trước tiềm năng mà thành phố này có thể sẽ bị tấn công nguyên tử. Trong khi đó thì uh, đây không phải là một trò đùa và chúng tôi sẽ không có à, t, uy hiếp bất cứ ai nhưng chúng tôi giành quyền để có thể bảo vệ lãnh thổ và chủ quyền của chúng tôi đó là lời của ông tổng thống nga đã phát biểu ở trên đài truyền hình trước đây và ông zelensky cũng như cộng đồng quốc tế đã đã, đăng, đã đưa ra cái lời báo động cao về tiềm năng có thể có một cuộc tấn công khủng bố khi mà nga bắt đầu mở rộng cuộc chiến của họ sau 7 tháng và trong đó thì lực lượng của nga ở tại khu vực của zamborizia được xem là nơi có cái nhà máy nguyên tử lớn nhất tại âu châu à, đang à, có tiềm năng là có thể sẽ bị đánh chiếm lại bởi lực lượng của ukraine và điều này dẫn tới nga có thể sử dụng vũ khí nguyên tử đó là bản tin liên quan tới tình hình của nga ngày hôm nay và của ukraine cùng một lượt thì nếu như sử dụng vũ khí nguyên tử thì sẽ có một cái hậu quả đáng à, thích đáng đối với nga đó là lời cảnh báo của phía anh đưa ra ngoại trưởng của anh là ông james cleverly uh, Cleveland đã lên tiếng cảnh cáo rằng nga à, nếu mà dùng bất kỳ một loại vũ khí nguyên tử nào đều dẫn tới một hậu quả tệ hại cho nước nga vào tháng trước ông putin đã đưa ra lời phát biểu và đe dọa chuyện này và trong lúc mà ông putin nói chuyện này thì à, trong một cái phiên họp với lại à, đảng bảo thủ vào ngày thứ ba ông Cleveland Lee nói rằng việc mà sử dụng vũ khí nguyên tử bởi bất kỳ một quốc gia nào hay bất kỳ một chỗ nào trên thế giới đều sẽ có sự phản ứng và sự phản ứng này sẽ gây ra một hậu quả nghiêm trọng ông bác bỏ việc thảo luận về cái tiềm năng này tuy nhiên ông nói rằng chúng ta sẽ nhìn thấy vladimir putin quyết định và trong đó ông ta sẽ có những cái chiến lược rất sai lầm chúng ta phải ra rõ ràng là ông ta sẽ có hậu quả rất sai lầm nếu như ông ta không dừng lại và chúng ta sẽ tiếp tục ủng hộ cho Ukraine bảo vệ cho vùng đất mẹ của họ và chống lại cái việc mà gọi là tìm tìm cách thay đổi cái luật lệ trên toàn cầu. Lời phát biểu của ngoại trưởng Anh đưa ra giữa lúc mà đang có tiềm năng đe dọa từ phía Nga và ngay cả giới tình báo CIA của Hoa Kỳ cũng không dám khẳng định đây chỉ là lời dọa xuông của ông Putin hay thật sự ông ta sẽ sử dụng các loại vũ khí nguyên tử. Trước đó hai ngày thì lãnh đạo của SenSen, tức là lực lượng trú đóng tại Séc Nha, đồng minh thân cận của Nga đã khuyên ông tổng thống Vladimir Putin là dùng các loại vũ khí nguyên tử ca với mức tàn phá thấp để mà có thể tái lập lại các cái mặt trận ở tại Ukraine. Đây được xem là một trong những cái phản ứng mới nhất của cộng đồng quốc tế đối với việc mà Nga đe dọa sử dụng vũ khí nguyên tử. Trong khi đó, Âu Châu đã lên tiếng và nói rằng cần phải có một cái giải pháp ngoại giao và chính trị thay vì tiếp tục căng thẳng ở tại Ukraine. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Cùng một lượt tại Quốc hội Hoa Kỳ ngày hôm nay, các thành viên trong Quốc hội, các cựu viên chức của Tòa Bạch Ốc đã lên tiếng mạnh mẽ hậu thuẫn cho các cuộc biểu tình tại Iran một nhóm các thành viên quốc hội của Hoa Kỳ bao gồm luôn các cựu viên chức và các nhà hoạt động cam kết là sẽ hỗ trợ cho các cuộc biểu tình chống chế độ của Iran ở tại Iran, một cuộn video đã được đưa lên vào ngày thứ ba. À, người cái tổ chức có tên là Irania American for Liberty, một tổ chức của người Iran đã phản đối cái chính quyền của à, hồi giáo của Iran và trong đó à, có sự góp mặt của nhiều à, dân biểu của quốc hội bao gồm cả dân biểu Scott Perry của Pennsylvania. Claudia Tenney của New York và Mary Mueller của Illinois đã lên tiếng và ủng hộ cho những người biểu tình. Giữa lúc các cuộc biểu tình trên toàn quốc Iran, tôi rất hân hạnh tiếp tục đứng chung với những người Iran đòi hỏi quyền tự do và công lý. Bà Tenney đã viết trên Twitter và họ cần phải trực diện đối diện với sự khủng bố của chế độ Hồi giáo này và nó sẽ là một cái cuộc đối đầu gay gắt. Trong khi đó thì ông David Friedman được xem là cựu à, à, đại sứ của à, tổng thống Donald Trump trước đây tại do thái cùng với lại à, viên chức của bộ ngoại giao là Len Kodoskoski, à, và dưới thầu của ông Trump cùng với lại à, cố vấn an ninh quốc gia là Victoria Koch cũng đã có mặt ở trong cái cuộc gặp gỡ này và cái cuộc ủng hộ này chúng tôi muốn gửi một thông điệp rất rõ ràng chúng tôi ủng hộ cho quý vị những người dân Iran và chúng tôi thúc giục quý vị là không nên dừng lại cuộc tranh đấu cho tự do và công lý ở nơi này trong khi đó thì giám đốc của một cái tổ chức có tên là IAL tức là Iran American Liberty à, cho biết rằng là họ đã được nhận được sự hỗ trợ rất nhiều của các chính trị gia và các giới chức của Hoa Kỳ bên cạnh đó họ phản đối mạnh mẽ cái lời phát biểu của ông Ayatollah Khamenei lãnh đạo tối cao về hồi giáo của Iran trong đó yêu là ông này đã có một lời lẽ cứng rắn và muốn dập tắt tất cả các cuộc biểu tình và quy trách nhiệm cho Hoa Kỳ và Do Thái đã kích động cuộc biểu tình gây hỗn loạn tại Iran. Cuộc biểu tình bùng nổ sau cái chết của cô gái Masa Amini, 22 tuổi, đã bị chết trong đồn cảnh sát sau khi cô bị cảnh sát bắt vào đây vì vi phạm luật ăn mặc của Iran. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, nợ công quốc gia của Hoa Kỳ đã lên tới mức 31.000 tỷ Mỹ kim. Bản tin mới nhất cho biết từ phía của à, các cái ban ngành của à, liên bang cho biết là nợ công của quốc gia đã lên tới 31.000 tỷ theo tường trình của bộ tài Chánh đưa ra vào ngày thứ ba. Theo bản tin cho biết thì nợ công quốc gia đã đạt trên 30.000 tỷ từ tháng Giêng và tăng thêm khoảng 7.000 tỷ trong cái à, gói hỗ trợ về đại dịch và giữ cho nền kinh tế không bị thất thoát và các nhà và à, hoạt động kinh tế e ngại rằng là cái việc nợ công này sẽ dẫn tới tình trạng mà lạm phát sẽ tăng cao hơn giá tả tăng hơn mặc dù quỹ dự trữ liên bang đã có những cái biện pháp chống lạm phát bằng cách tăng phân lời theo tờ của tờ new york times phỏng vấn với lại michael à, là một trong những tổng giám đốc của cái tổ chức tên gọi là peterson foundation cho biết việc mà thiếu hụt ngân sách và thâm thủng ngân sách này nó sẽ là một cái hậu quả kéo dài và hiện nay thì Quỹ dự trữ liên bang cho biết phân lời đã tăng tới mức 4.5% à, bay tới cuối năm nay và được xem là tăng thêm 1.000 tỷ Mỹ Kim trong cái tiền mà tiền lời ở các cái mortgage mua nhà và nó sẽ khiến cho chính quyền phải chi tiền và chi chi phí hơn ở trong nhiều năm tới trong tất cả những món nợ mà quốc gia đang gánh. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, nhà tỷ phú Elmer dường như có ý định là tiếp tục mua cái công ty Trader với giá 44 tỷ Mỹ Kim sau khi tuyên bố rút lui. Nhà tỷ phú Elon Musk đang có thể là sẽ quay trở lại với cái thỏa thuận mua 44 tỷ Mỹ Kim và biến công ty Trader thành một công ty tư nhân. Hai nguồn tin thân cận đã tiết lộ ngày thứ ba, trong đó có dấu hiệu cho thấy sẽ chấm dứt và sẽ có thể sẽ không cần phải ra tòa ngày 17 tây tháng 10. Thỏa thuận này là nhà tỷ phú giàu nhất trên thế giới sẽ mua toàn bộ công ty này và chuyển nó thành công ty tư nhân. Sau khi có những tranh chấp mới đây, cổ à, phiếu của Trader ngay sau đó đã tăng 12.7% ở mức là 47.93 sen à, kể từ khi mà được xem là cao nhất kể từ khi mà có những cái à, rối đắm xung quanh cái việc thu mua này. Ông Trader và của ông Elmers vẫn tiếp tục đang có những cái đòi hỏi lẫn nhau trong cái phiên tòa diễn ra vào ngày 17 tây tháng 10. Tuy nhiên thì hiện nay có nguồn tin ít nhất là hai nguồn tin xác nhận từ bên trong đưa ra là ông mất đồng ý mua trader với giá 44 tỷ mỹ kim tuy nhiên lại không cho biết điều kiện đính kèm theo là điều gì và điều này có thể là dẫn tới một cái cuộc thỏa thuận giữa ông và người sáng lập của công ty trader là jack Dorsey. trước đó ông elmer đã tuyên bố hủy bỏ cuộc thu mua này với lý do công ty trader đã không thành thật về các cái trưng mục giả và các cái spam bot ở trên tả, à, cái trang mạng sử dụng này họ có khoảng 220 triệu người sử dụng và họ nói rằng chỉ có dưới 5% là các cái trương mục giả và các cái à, à, tài khoản à, các cái trương mục spam bot tuy nhiên thì phía ông elbert cho biết là nó phải ít nhất là 20% và đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới hoa kỳ ngày hôm nay một tổ chức bảo thủ đã chính thức khởi kiện fbi trong việc cáo buộc họ đã tìm cách gây ảnh hưởng tới các công ty Big Tech. Tổ chức American First Legal, gọi tắt là AFL, đã chính thức kể để đơn kiện cơ quan FBI vào ngày thứ ba và nói rằng cơ quan này đã cố tình dùng quyền lực của mình gây ảnh hưởng tới các công ty Big Tech để tìm cách kiểm duyệt các tin tức. Tổ chức này được sáng lập bởi một cựu nhân viên làm dưới quyền của cựu Tổng thống Trump trước đây, nói rằng FBI đã sử dụng cái quyền lực của họ để uy hiếp các uh, công ty truyền thông xã hội, đặc biệt là công ty Facebook và trước đó thì tổng giám đốc công ty này là ông Mark Zuckerberg đã xác nhận rằng họ phải kiểm duyệt các cái tin tức liên quan tới cái laptop của Hunter Biden sau khi có sự uy hiếp của cơ quan FBI và tổ chức AFL à, nói rằng bằng chứng cho thấy trong năm 2020 trong chiến dịch tranh cử FBI đã sử dụng tà, toàn bộ mạng lưới của họ và đã gây nguy hiếp tới tất cả những công ty truyền thông xã hội bao gồm cả Facebook, Twitter để giám sát tất cả những cái bằng chứng của gia đình Joe Biden tham nhũng và trong đó đặc biệt là liên quan tới laptop của Hunter Biden và điều này họ đã giúp cho Joe Biden và đảng dân chủ thắng được trong năm 2020 và giờ đây FBI cho thấy rằng là họ đã là hoàn toàn sai lạc khi sử dụng tất cả các quyền lực này. Trước đó thì ông Mark Zuckerberg, tổng giám đốc điều hành của công ty Facebook đã thú nhận rằng FBI đã gửi các nhân viên tới hù dọa ở trong cái công ty Facebook là về tình trạng gọi là Nga xen vào cuộc bầu cử khiến cho công ty này à, liên tưởng tới việc mà cái laptop Hunter Biden là tin giả của Nga đưa ra và họ đã áp dụng chính sách kiểm duyệt không để cho bản báo cáo của tờ New York Post được đăng rộng rãi ở trên trang mạng xã hội. Và giờ đây thì... À, Dựa trên những cái lời khai của ông Mark Zuckerberg thì tổ chức AFL đã nộp đơn khởi kiện và có thể sẽ tống trác mời đối với ông Mark Zuckerberg về tình trạng mà FBI đã tới văn phòng của ông để mà uy hiếp và khiến cho công ty Facebook đưa ra quyết định kiểm duyệt tất cả những cái tin tức liên quan tới cái laptop của Hunter Biden năm 2020. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, một nhóm hoạt động về y tế đã yêu cầu ông Merrick Garland là bộ trưởng tư pháp điều tra về những người đã phản đối việc chăm sóc sức khỏe cho những trẻ em mà chuyển đổi giới tính. Bản tin mới nhất cho biết là ba tổ chức medico, tức là ba tổ chức về y tế đã kêu gọi ông ta Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ là ông Merrick Garland là phải mở cuộc điều tra và truy tố đối với những tổ chức và những phụ huynh nào mà đã đưa ra những cái lời đe dọa tới bác sĩ và bệnh viện trong việc mà chăm sóc sức khỏe cho những trẻ giới trẻ mà trẻ em mà được xem là chuyển đổi giới tính. Trong lá thư gửi ra ngày thứ hai thì tổ chức có tên gọi là American Academy of Beady Atwick cùng với lại tổ chức là American Medical Association và Children Hospital Association là ba tổ chức này đã thúc giục ông Garland là phải có một cái hành động nhắm lại những lời cáo buộc đe dọa tới các cái bệnh viện nhi đồng và tâm lý khi mà họ thực hiện các việc gọi là chăm sóc sức khỏe cho những trẻ vị thành niên mà đã có chuyển đổi giới tính chúng ta không thể đứng trước sự đe dọa bạo động nhắm vào các thành viên và các bệnh nhân bệnh à, À, về với những cái hậu quả nghiêm trọng đó là lời phát biểu của tổ chức này đưa ra trong khi đó thì à, phía fbi và cơ quan của Bộ Tư pháp hiện nay dường như họ đang tập trung vào chống lại cái gọi là domestic violent Extreme, tức là khủng bố cực đoan nội địa mà trong đó họ có thể sẽ quy trách nhiệm cho những ai phản đối về việc mà chăm sóc sức khỏe cho trẻ em đổi giới tính là khủng bố nội địa. Đây được xem là một trong những cái vụ kiện mới nhất đã được đệ đơn và trong đó yêu cầu Bộ Tư pháp là phải mở cuộc điều tra và truy tố những phụ huynh nào mà có những lời đe dọa tới các viên chức y tế liên quan tới việc đổi giới tính. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay ra tòa trong một cái cáo buộc liên quan tới vấn đề mà cái quỹ để xây dựng bức tường biên giới mà bị quy trách nhiệm là đã có lỗi lừa gạt và rửa tiền. Nhân vật được xem là bảo thủ của Hoa Kỳ, Steve Bannon tuyên bố chúng ta sẽ phá hủy đảng Dân Chủ. Đó là lời phát biểu mạnh mẽ của ông Steve Bannon. Steve Bannon, cựu cố vấn của cựu tổng thống Trump trước đây à, đã lên tiếng và gửi một thông điệp rất đơn giản cho đảng dân chủ vào sáng ngày thứ ba, ngay sau khi mà ông được thông báo là ông sẽ bắt đầu cái phiên tòa tra cáo buộc nhắm vào ông vào năm tới. Chúng ta sẽ phá hủy đảng dân chủ à, trong tính cách của một cái thể chế quốc gia về chính trị. Đó là lời phát biểu của ông Bannon đã đưa ra với các thông tín viên ở tại à, trước phiên à, cái à, tòa tòa án ở tại Manhattan. Ông đã không có được à, tòa án cho phép là kéo dài cái phiên xử này qua năm 2024. Và trong đó thì à, tòa án cho biết ông phải xuất hiện trên tòa trong cái phiên xử vào tháng 11 năm 2023. Và ông Steve Bannon vốn là cựu cố vấn của Tổng thống Trump đã lên tiếng trong thời gian gần đây. Và ông đã lên tiếng và chỉ trích mạnh mẽ cái việc mà sử dụng tất cả các cái nguồn tài chính và cái nguồn à, nhân lực của liên bang để nhắm vào mục tiêu chính trị. Tuy nhiên trong cái phiên tòa và điều trần ngày hôm nay, thì à, quan tòa ở tại Manhattan đã bác bỏ cái lời yêu cầu của ông là delay, tức là dời phiên tòa lại cho tới năm 2024. Thay vào đó thì cái phiên tòa sẽ được đưa ra xét xử năm 2023. À, tuy nhiên thì à, quan tòa Morgan đã cho phép à, toán pháp lý của ông Biden là có tới năm tháng 2 à, để mà có thể à, cung cấp và theo đuổi tất cả những cái à, bằng chứng liên tới vụ kiện để chống lại vụ kiện này. Đây được xem là vụ kiện mới nhất nhắm vào ông Biden liên quan tới cái quỹ xây dựng bức tường biên giới mà trong đó họ đã cáo buộc ông là đã có hành động lừa gạt hoặc là đã có hành động được xem là rửa tiền khi mà nhận tiền quyên góp của các nơi để xây dựng bức tường biên giới. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, thống đốc tiểu bang Florida lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ giới truyền thông mà ông gọi là những chế độ truyền thông kiểm duyệt đã sử dụng trận bão Ian để thực hiện các cái uh, nghị trình của họ Tổng đốc Ron DeSantis của Florida đã lên tiếng bảo vệ cái quyết định của tiểu bang của ông khi đối phó với trận bão Ian và nói rằng các cơ quan truyền thông và chế độ truyền thông trên toàn quốc đã không giúp đỡ cho cái việc chống bão này, ngược lại còn moi móc và tìm cách thực hiện dùng cơn bão này giống một như một lý do tấn công về mặt chính trị đối với lại ông và chính phủ của ông. Tiếp theo cái cuộc họp báo vào ngày thứ hai ở tại Cape Coral ở Florida, ông Ron DeSantis cho biết là ông sẽ buộc tất cả những cơ quan truyền thông chịu trách nhiệm cho những bản báo cáo mà ông cho là sai lạc một cách thân thiện quý vị đã có một cái chế độ uh, mê, uh, truyền thông mà họ muốn rằng họ uh, muốn nhìn thấy tam ba uh, bị tàn phá như thế nào và họ sử dụng những cái điều tệ hại này để thực hiện nghị trình của họ họ không quan tâm tới người dân tại tiểu bang này họ không quan tâm tới người dân ở trong cộng đồng họ chỉ muốn sử dụng trận bão và cái sự phá hủy của trận bão này để có thể uh, thực hiện các cái nghị trình của họ họ không quan tâm tới uh, cái với cái mà gọi là uh, sự phá hủy trong cái uh, tinh thần của họ họ không quan tâm những cuộc sống ở đây và những sinh mạng ở đây họ chỉ theo đuổi những cái nghị trình chính trị của họ và họ sẽ làm như vậy và khi mà đài truyền hình cnn hỏi ông địch santik tại sao lee County lại uh, ra cái lệnh di tản khá trễ chỉ vài ngày trước khi trận bão đánh vào vị uh, thống đốc đã trả lời ok vậy thì lúc đó quý vị và cái tài tv quý vị đang ở đâu quý vị ở chỗ nào ở tại Lee County quý vị no quý vị không có mặt ở đó quý vị đang có mặt ở Tampa đây là lời trả, trả lời của ông The Santic đối với lại phóng viên truyền hình CNN và ông nói rằng à, quay trở lại chúng ta sẽ nhìn thấy được là rõ ràng ở Lee County đã có sự tàn phá khủng khiếp tuy nhiên họ chỉ muốn moi móc những sự tàn phá này để thực hiện nghị trình của họ thay vì là họ báo cáo và giúp đỡ cũng như là đưa ra những thông báo để hỗ trợ cho người dân. Tôi đã nhìn thấy được những người dân ở những tiểu bang khác tới đây họ đến từ nhiều tiểu bang và họ không cần phải thông báo rộng rãi ở trên hệ thống truyền thông cánh tả và hệ thống truyền thông toàn quốc. Họ vẫn mang tất cả các vận dụng cần thiết tới giúp cho người dân Florida. Họ không nói nhiều, họ giúp đỡ và họ đang làm và chúng tôi rất trân trọng cái tinh thần của người dân Hoa Kỳ. Đó là lời phát biểu của thống đốc tiểu bang Florida đưa ra ngay sau khi giới truyền thông đang chuẩn bị, chuẩn bị sử dụng cái trận bão Ian để làm một vũ khí chính trị tấn công vào cá nhân của ông thống đốc của tiểu bang Florida trong khi đó thì bộ quốc phòng hoa kỳ và cơ quan tình báo cần phải chuẩn bị cho một cái môi trường mới đó là lời cảnh báo của các chuyên gia các chuyên gia về tình báo đã lên tiếng cảnh cáo là lực lượng quốc phòng và cơ quan tình báo của hoa kỳ cần phải có một cái sự thích ứng với môi trường mới chuyển đổi từ một cái chủ nghĩa chống khủng bố qua một cái chủ nghĩa cạnh tranh quyền lực trên toàn cầu à, bộ quốc phòng và cơ quan tình báo cần phải tập trung vào việc à, chống lại những đe dọa bởi những quốc gia đang đe dọa tới Hoa Kỳ, bao gồm luôn cả Trung Quốc và cả Nga. Đó là lời phát biểu của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ, đặc trách về tình báo và an ninh là Bing Pinson đã lên tiếng phát biểu như trên. Cộng đồng tình báo và Bộ Quốc phòng, cần phải suy nghĩ về những cái cuộc tranh chấp về vũ trang có thể xảy ra vùng màu xám và những hoạt động tại đây ông Biden à, ông xin lỗi quý vị ông Biden đã phát biểu trong một cái cuộc nói chuyện ở tại hội đồng Atlantic Council một tổ chức chiến lược đặt tại Washington DC vào ngày 4 tây tháng 10 và bộ quốc phòng cần phải có một cái chiến lược rõ ràng để mà đối phó và chuyển đổi từ một cái chủ cái tập trung về chống chủ nghĩa khủng bố chuyển qua việc mà cái môi trường mới là chống về sự cạnh tranh bất công và những hoạt động gián điệp tại đây đây là được xem là một trong những cái cuộc chiến đã từng xảy ra dưới thời chiến tranh lạnh và nó đã bị ngủ quên và sau khi chúng ta có cuộc chiến chống khủng bố tập trung vào chống khủng bố toàn cầu chúng ta đã bỏ rơi rất nhiều những cái hoạt động của những quốc gia đe dọa tới an ninh quốc gia của Hoa Kỳ và quyền lợi của Hoa Kỳ và tôi có thể nói rằng là cần phải tập trung vào Trung Quốc đây được xem là một trong những cái đối thủ đáng sợ và họ đang có những cái hoạt động đánh cắp và hoạt động gián điệp rất mạnh trên lãnh thổ của chúng ta bao gồm việc đánh cắp các kỹ thuật và các cái sản phẩm trí tuệ của chúng ta đây được xem là một trong những lời cảnh báo mới nhất của thứ trưởng Bộ Ngoại giao đặc trách về an ninh và tình báo đã đưa ra sau khi mà Bộ Phòng vẫn chưa đưa ra được một cái lập trường rõ ràng về việc đối phó với những tiềm năng đe dọa những quốc gia như là nga và trung quốc trong khi đó họ vẫn tiếp tục duy trì cái chiến dịch chống khủng bố và tập trung vào vấn đề chống khủng bố trong khi à, toàn cầu đã bước qua một chapter mới tức là sự đe dọa của nga và trung quốc vẫn nguy hiểm hơn sự đe dọa của chủ nghĩa khủng bố đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay và một cựu phân tích gia của cơ quan tình báo cia nói rằng là sẽ không có một chiến lược bất ngờ nếu như trung quốc tấn công đài loan đó là một trong những cái nhận định mới nhất nếu Trung Quốc quyết định xâm lăng Đài Loan trong tương lai thì nó sẽ không phải là một cái chiến lược bất ngờ đó là một cựu phân tích gia của cơ quan tình báo CIA đã đưa ra trong một lời phát biểu mới nhất theo tường trình của John Cover người đã có 35 năm làm việc trong cơ quan tình báo CIA trong vai trò phân tích gia đặc trách về Đông Á à, cho biết là việc mà Trung Quốc đang hiện đại hóa tất cả các cái à, vũ khí và quân đội của họ cũng như uh, huy động tất cả mạng lưới quân sự của họ là bằng chứng là bắc kinh vẫn chưa bắt đầu cần thiết uh, những chuẩn bị cần thiết để mà tấn công vào đảo quốc này ông cover đã bác bỏ tất cả những cái uh, tình trạng cho rằng là sẽ có cuộc tấn công sớm hơn uh, trong một cái phiên nói chuyện của một cái tổ chức gọi là kanergy uh, uh, endowment of international peace think tank tức là một tổ chức chiến lược này và trong đó kịch bản đưa ra là các viên chức hoa kỳ cũng sẽ không bất ngờ nếu như mà Trung Quốc tấn công là đảo quốc Đài Loan. Tuy nhiên, lời nhận định của ông đưa ra thì vẫn cho biết là chuyện này có thể xảy ra trước năm 2027. Trong khi đó thì tư lệnh Mark Miller, tổng tham mưu trưởng của quân đội Hoa Kỳ cũng đã đồng ý với lại cái cái nhìn của một vị uh, cựu chỉ huy chiến lược uh, Á Châu Thái Bình Dương trong đó là lực lượng của Pile đã bắt đầu có những cái uh, hoạt động rất mạnh và họ đang tìm cách quân bình cái sức mạnh quân sự với Hoa Kỳ và chúng ta nhìn thấy rõ họ đang có tiềm năng đe dọa. Tuy nhiên cho tới giờ phút này, họ vẫn chưa có ý định tấn công đảo quốc Đài Loan. Tuy nhiên tôi cũng không loại trừ là từ đây cho tới năm 2027 chuyện này không xảy ra. Đây được xem là lời cảnh báo mới nhất của giới chức Hoa Kỳ liên quan tới vấn đề mà Trung Quốc có khả năng xâm lược Đài Loan và nó sẽ là một chiến thuật không bất ngờ đối với lại các giới chức tình báo của Hoa Kỳ. Có một lực trong ngày hôm nay Nhật Bản và Hoa Kỳ đã cùng tham gia cuộc tập trận chỉ vài giờ sau khi một hỏa tiễn đạn đạo của Bắc Hàn bắn ngang qua không phận của Nhật Bản. Nhật Bản và lực lượng quân sự của Hoa Kỳ đã có cuộc tập trận ngày hôm nay thứ ba để đối phó với tình trạng bắt hàng, bắn hỏa tiễn đạn đạo băng ngang qua không phận của Nhật Bản. Các viên chức Nhật Bản cho biết và trong đó thì à, Bộ Tham mưu của Nhật Bản cho biết 8 chiếc máy chiến đấu cơ của Nhật Bản cùng với 4 chiến đấu cơ của Hoa Kỳ đã tham gia cuộc tập trận ngay trên không phận của phía Tây ở khu vực Kyushu, à, nơi nằm ở phía Tây của Nhật Bản và trong lúc mà tình trạng an ninh đang có những cái à, biến chuyển bất ngờ bao gồm luôn việc Bắc Hàn đã bắn thử một hỏa tiễn đạn đạo bay ngang qua không phận của Nhật Bản. Lực lượng quốc phòng tự vệ của Hoa, của Nhật Bản và của Hoa Kỳ đã thực hiện cuộc tập trận này. À, ít nhất là tổ bộ tham mưu của Nhật Bản đã đưa ra trong một bản minh Và lực lượng này sẽ tiếp tục xác nhận là sẽ bảo vệ và sẽ chống lại tất cả những sự đe dọa từ bên ngoài. Loan báo này đưa ra giữa lúc mà Thủ tướng của Nhật Bản là ông Fumio Kishida đã có cuộc nói chuyện với lãnh đạo của chỉ huy trưởng cái chiến lược Á-Châu-Thái Bình Dương, tức là Indo-Pacific, là đề đốc Aquilino. Chúng tôi đã nói chuyện về tình trạng này. Ông Kishida nói với các thông tin viên và nói rằng Tokyo và Washington vẫn quyết định thực hiện cuộc tập trận này. Ông Kishida cho biết ông sẽ nói chuyện qua điện thoại với lại ông Tổng thống Joe Biden để tái xác nhận về, về sự phối hợp chặt chẽ giữa hai nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và của Nhật Bản. Việc bắn thử này diễn ra vào đầu ngày thứ ba, lần đầu tiên của Bắc Hàn kể từ khi mà 5 năm qua Bắc Hàn đã bắn thử một cái hỏa tiễn đạn đạo băng ngang qua cái không phận của Nhật Bản. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của Nhật Bản ngày hôm nay cùng một lượt thì Hoa Kỳ cũng đã cuộc, cuộc tập trận chung với Nam Hàn và bất ngờ một cái hỏa tiễn đạn đạo của Nam Hàn đã bị rớt xuống và bị trục chặt ngay trong cái khu dân cư trong lúc đang có cuộc tập trận bắn đạn thật và vụ nổ này đã gây uh, kinh hoàng và gây uh, sợ hãi cho người dân ở cái thành phố bờ biển gọi là Ganyun uh, Bản tin cho biết là đây họ sợ rằng là cái hỏa tiễn này do phía Bắc Hàn bắn. Tuy nhiên sau đó thì tổng tham mưu trưởng của Nam Hàn cho biết không có ai bị tổn thương trong cái tai nạn vào tối ngày thứ ba và cuộc tập trận này là thử nghiệm cái loại hỏa tiễn gọi là hiunmu chu và đây là hỏa tiễn do nam hàng chế tạo và nó đã bị trục chặt và rơi bất ngờ vào cái khu vực được xem là của khu vực dân cư đây được xem là tai nạn lần đầu tiên trong lúc đang có cuộc tập trận bắn đạn thật diễn ra chỉ vài giờ sau khi mà bắc hàn đã thử nghiệm các cái hỏa tiễn đạn đạo của họ đặc biệt là bắn ngang qua cái không phận của nhật bản gần như là hành động khiêu khích nhất trong vài năm qua đây được xem là các cuộc tập trận giữa Hoa Kỳ với Nam Hàn, giữa Hoa Kỳ với Nhật Bản ngay sau khi có sự đe dọa của phía Bắc Hàn. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Bắc Hàn và của Nam Hàn cũng như của Hoa Kỳ. Và cuối cùng một bản báo cáo mới nhất của Hoa Kỳ đưa ra cho thấy là cái đạo luật an ninh quốc gia của Hồng Kông đã phá hủy hoàn toàn cái xã hội dân sự của Hồng Kông một bản báo cáo được nộp lên quốc hội và một tổ chức mà do quốc hội đã lập ra để quan sát tất cả những hiện trạng tại Trung Quốc đã nộp một bản báo cáo mới nhất trong đó nói rằng cái đạo luật là an ninh quốc gia năm 2020 mà Trung Quốc áp dụng lên lãnh thổ Hồng Kông đã hoàn toàn phá hủy cái nền xã hội dân sự của Hồng Kông. Cuộc nghiên cứu này được công bố bởi tổ chức CECC tức là Congressional Executive Commission on China và với cái tựa đề Hong Kong Civil Society À, tức là cái sau dân sự Hồng Kông Từ một thành phố mở rộng Tới một thành phố đầy sợ hãi Trong đó họ đã có 42 cuộc phỏng vấn Từ tháng 3 tới tháng 6 Đối với những người dân Hồng Kông Và trong đó hầu hết người dân Hồng Kông đều bày tỏ Sự lo ngại và lo sợ Về đạo luật an ninh quốc gia này Và nó biến một cái thành phố được xem là tự do mở rộng đã trở thành một thành phố đầy sợ hãi và trong đó người dân không biết làm gì và kể cả những giới trí thức cũng không biết làm gì có thể sẽ bị vi phạm vào đạo luật an ninh quốc gia một đạo luật mà trung quốc đã áp dụng lên lãnh thổ hồng kông trên 200 người đã bị bắt giữ kể từ khi đạo luật này được ban hành từ tháng 6 năm 2020 cho tới tháng 6 năm 2022 và hầu hết đều bị truy tố về tội gọi là vi phạm đạo luật an ninh quốc gia và có những tội danh âm mưu lật đổ chế độ có thể dẫn tới án tử hình. Đây được xem là một trong những bản đánh giá mới nhất của tổ chức CECC về tình trạng nhân quyền và tình trạng xã hội của Hồng Kông sau khi mà Trung Quốc đã bắt đầu thay đổi hàng loạt các cái thể chế của Hồng Kông. Và đó là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin tổng hợp buổi sáng lúc 6 giờ 30 giờ California tức là 8 giờ 30 giờ Houston Texas trân trọng kính chào tất cả các khán giả và chúng ta gặp lại sau bye bye